Hôm 23 tháng 6 vừa qua, thì cơ quan chức năng của Ấn Độ đã tìm thấy một cơ sở làm giả thực phẩm chức năng. Số thực phẩm chức năng này khi thành phẩm sẽ được tung ra thị trường thông qua các phòng tập thể dục. Lần theo các nguồn tin, Sở Y tế thành phố Ludhiana thuộc bang Punjab nằm tại phía bắc Ấn Độ đã phát hiện ra một cơ sở làm giả thực phẩm chức năng trị giá hàng triệu rupee. Các sản phẩm sau đó sẽ được bán cho các phòng tập thể dục. Ngoài ra, các loại thuốc allopathic thường được dùng trong việc điều trị rối loạn tuyến tiền liệt, béo phì cũng được sử dụng trong thành phần bào chế. Chúng tôi đã tìm thấy các nguyên liệu bào chế bao gồm tinh bột, sữa bột, hương vani, hương sô-cô-la. Chúng tôi cho rằng số thực phẩm chức năng giả được sản xuất bằng cách trộn tất cả những thành phần nói trên. Ông Anikosla cũng cho biết công ty này không có đăng ký hoạt động cũng như không có giấy phép từ cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Ấn Độ.